Một kèo đấu được tài trợ bởi sintalong.vn và selfnet.vn. Sintalong.vn đó là kho sim lớn nhất Việt Nam rồi. Còn selfnet.vn đó là một siêu thị chuyên phục vụ về các thiết bị di động như iPhone, iPad, máy tính bảng. Và với mỗi một thành viên của Game TV cũng như là với mỗi một fan hâm mộ yêu đế chế thì các bạn sẽ được giảm 10% trên một chiếc sim. Mọi chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào trang simthanglong.vn để có thể biết thêm chi tiết. Và quay trở lại với trận đấu thứ tư ở trong C đấu thứ năm. Các cái thủ bên phía team Game TV đang có Hoài Bão cầm Maxi, Hồng Anh cầm Pamiran, Min Oan của game thủ No 1, Katha của game thủ Chip Boy. Ngày hôm nay Chip Boy anh cầm màu 5, một màu mà có rất nhiều các bộ lão tuyển cầm rồi, một màu của chủ lực, nhưng ngày hôm nay cứ cầm màu 5 là anh được chém, cũng khá mát. Ở đây là màn hình máy của Maxi, Hoài Bão, Hồng Anh thì trận đấu này cầm Pamiran, không biết là có đẹp dai không, nhưng mà tôi thấy Pamiran có nhiều hiêu như này là cũng được rồi. Vỗ đầu rất gần, vỗ đầu gần nhưng mà dường như không thấy dừng. Đá được 7 con hiêu này về với nhà chính nhà mình thì rất mát. Vâng, đây là Min Oan. Min Oan của game thủ No 1. Còn đây là Katharian của game thủ Chip Boy. Một bài Katha rất sâu. S đầu đóng ở đâu? Thôi thì đóng ở đâu cũng được. Bảy hiêu đầu có được 6 con. Vâng, đây là Min Oan của game thủ No 1. Vâng, Min Oan của No 1. Một bài mà No 1 tôi nghĩ là chắc anh lại đánh cung thôi. Không có chém giết gì hết. Một cái hốc rất đẹp dành cho game thủ No 1. Một hốc có vàng luôn. Nhưng vàng hơi lồi ra ngoài một tí. Nhưng tôi nghĩ là mút được. Bãi quả trong này sẽ có đóng dịch ra một tí để tí nữa khoanh được một khoanh ruộng to. Đấy, dịch ra một tí, khoanh được một khoanh ruộng to. No 1 có hốc rồi. Đây là Katharian đến từ game thủ Hello Chip Boy. Câu con voi này về với nhà chính thôi. Bầy hiêu này cũng cần phải đẩy được nó về với chiếc BS. Vâng, đây là Maxi. Một bài Maxi đã phải đóng nét ăn một con voi. Vâng, có cần thiết thì đen luôn cái BE cái đi cũng được. Tí nữa xây lại sau. Vâng, đây là Pamiran đến từ game thủ Hồng Anh. Một bài pan kích 9. Rất tuyệt vời. Bốn thằng được mà. Thôi ba thằng cũng được, không sao cả. Vâng, đóng cái này chỉ sợ bị công cung tê thôi. Làm khoanh ruộng luôn ở đây hay ăn bầy hiêu trước? Bầy hiêu 5 con. Cũng được rồi. Như vậy là game thủ Hồng Anh quyết định làm khoanh ruộng. Nâng công nâng giáp được chưa?
Đây là nhà màu 8 Hoài Bão. Màn hình máy ở game thủ Hoài Bão cầm Maxe như thế nào? Như vậy là cũng bình thường. 25 dân bài này cũng gọi là tạm tạm. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem quân bên phía đội bạn là gì. Tôi vẫn chưa thấy ai báo về cả. Màu 3 đó là Tí. Tí lên đời sớm như này chắc là Pơ thôi. Một bài kích đời 9 rưỡi của Pơ. Đóng E vào. Tránh chọc xuyên. Vâng, hai nhà đang cùng hấp diêm vào nhà của Tí. Chạy đi, chạy rồi đi. Thôi bằng rồi. Thôi không sao. Vẫn sút tốt thôi. Bò với bãi gỗ vào. Xe một cách tử tế vào. Để tránh tình trạng ngựa giò chọc hai phát thì nổ bóng nhà BE thì buồn cười. Chốt luôn cái ruộng vào cái cây quả thằng nông dân đang ăn đi cũng hở đấy. Kìa, cái cây quả ăn hết rồi. Hồng Anh. Rồi. Ấm rồi. Đây màn hình máy ở game thủ No 1. No 1 bò ngang từ cái ruộng này, từ cái BA này vào ruộng đi. Bò ngang thôi. Không phải ấy đâu. Đến màn hình máy game thủ Hồng Anh. Bơm gỗ màu 6. Và bây giờ thì đang chém fit được nhà game thủ màu 3 Persian này rồi. Rất hay. Tí đang bị mất rất nhiều dân. Chúng ta có thể thấy rằng Hồng Anh đang chém rất tốt trước Tí. Anh vẫn đang điều lạc đà rất mượt mà. Tham lai là 24/36. Và đây là màn hình máy ở game thủ màn hình máy ở game thủ độc máy game thủ No 1. Anh đang bị độc cô bại chơi vào. Thằng 1 đúng không? Vâng, bây giờ Phan không nâng bánh xe. Như vậy là chưa thấy ai có đồ nhỉ? Đây là Minwan. Bò rất rộng còn mép bản đồ nữa kìa. Mép bản đồ. Làm hai cái BE vào đấy. Vâng, quân bên phía đội bạn là cái gì? Vâng, thông tin được khán giả báo về là Panther Katha. Grek. Thế như vậy là Grek chắc chém thủ rồi. Đúng là như vậy rồi. Grek y thủ, nhiều khả năng Grek sẽ nhảy 4 ở phút thứ 23 hoặc 25. Nhưng bên mình có Minwan. Tụ được một kích cung A vào rồi đẩy. Minwan đang còn khỏe nguyên. Vã nhiều ruộng vào mồm đi. Ai nhiều gỗ thì bơm đi. Hồng Anh sao? Bơm gỗ đi. Như vậy là màu 4 của game thủ 9X Pro dường như đang khá yếu. Vâng, đến với màn hình máy ở game thủ màu 1. À, màn hình máy ở game thủ màu 5. Anh đang chém tốt vào nhà game thủ màu 1. Bơm đồ đi. Thôi. Bây giờ chủ động nâng bánh xe đi. Chủ động nâng bánh xe đi. Chip boy nâng bánh xe chưa? Rồi. Kìa bo ruộng mà. Bơm tiếp thực với vàng cho đồng đội đi. Cho màu 6 ấy. Đang 1 đều. À đâu, đang 2-1. Vâng, bây giờ thì Minwan đâu rồi? Minwan đẩy cung ra giữ nhà cho màu 6. À cho màu 5 đi. Vâng. Màu 1 cũng bình thường thôi. Màu 1 không quá khỏe. Nhưng cũng không phải là yếu. Màu 1 đang ăn hoang được cái gì đấy ở đâu đó. Bây giờ Minwan đóng châu A lên. Đẩy nhà Grick sớm đi.
Đừng đưa về đánh đề 4 với Greg làm gì cả. Bên họ chắc còn mỗi Greg thôi. Nâng cấp tầm tầm xa 7 cộng 4 đi. Bây giờ thì một nhà nào đấy rảnh tay soi tham xem. Đây rồi. Nghìn rưỡi đồ 12 giờ 38 dân. Nhanh lên. Hai kích. Ốp vào. Tổng lực đâu rồi? Greg to lắm. To chắc gần bằng Min One đấy. 38 dân. 38 dân như vậy là có 30 con y. Bây giờ thì cần phải có đồng đội nữa. Góc 12 giờ. Bây giờ thì Cung A cần phải đứng giật hết vào trong nhà để tránh tình trạng bị móc máy. Còn đâu là đẩy hết đi. Vâng, và đúng như tôi dự đoán, phút 23 là Greg đã lên 4 xong. Rất chuẩn bài. Đây là Kata. Đây là Max C. Vâng, bây giờ thì Chip Boy chủ động ra dân đi Chip ơi. Chip chủ động ra dân đi. Ra châu dân nâng cấp công nghệ lên. Anh cũng sẽ là người phải nhảy 4 đấy. Màn hình máy ở game thủ Hồng Anh. Đây là Min One. Cũng đã kích 4. Bây giờ thì soi tham. Như vậy là tham mình đang đè lên. Bên phía đội bạn màu 4 cũng như là màu 4 cũng như là game thủ màu 1 và màu 3 dường như là yếu rồi. Đây là Max C. Bên phía đội bạn sẽ đánh y đẹp. Sẽ đánh y đẹp và bây giờ thì sẽ là đi quản vàng. Hồng Anh đi quản vàng. Hồng Anh sóc ngựa giò ra. Đừng sóc lạc đà. Hồng Anh sóc ngựa giò đi. Sóc ngựa giò đi quản vàng ở xung quanh nhà game thủ màu 2. Nâng bản đồ đi nâu một. À nên lên xong rồi. Bo nhà khung rộng ra. Đi ăn những bãi vàng tiếp theo. 81 trên 112. Ăn thêm vài bãi vàng nữa vào. Đây là màn hình máy ở game thủ Hồng Anh. Thôi thôi quản vàng thôi. Sóc sóc lạc đà thôi. À sóc sóc ngựa giò thôi. Đi quản vàng cho dễ. Nâng lửa. Ném đồ cho nó 1. Ném đẩy nó 1 hay sao ấy, nó vừa đi dưới bản đồ ấy. Vâng, cái kích cung A của nó 1 đẩy đi vừa nãy đâu rồi. Phù mang sang nhà nó 1 đi nhá. Đi loạn đánh không bẹt. Y nó đẩy nhà ấy chứ này. Nè, đến rồi kìa, bãi vàng kìa, nó 1 đây, chờ bãi vàng gần đấy. Vâng, bây giờ thì màu 4 Pamiran bên phía đội bạn dường như đang hồi lại được. Vâng, trong đi, đứng ngoài cũng đỡ. Đừng để cho Pamiran màu 4 bơm đồ. Kata của game thủ Chip Boy thế nào? Anh đang bị đẩy vào rồi. Bây giờ thì anh ăn nhiều vàng, châu phù, sóc dân và cho đấy là nhảy 4 đi. Katarian sẽ phải nhảy 4. Một mình Min One không kham được đâu. Vâng, không biết là vâng, không biết là Vlog có dâng ca hay không, nhưng bây giờ y dường như là chưa có chiêng đồng 3. Vlog đi ăn vàng kìa. Bây giờ Hồng Anh có ngựa giò đi quản vàng chưa? Hồng Anh có ngựa giò quản vàng chưa? Vâng, quản chặt những bãi vàng vào. Đấy, những bãi vàng này lạc đà nó quản thì lấy đâu ra mà chạy lạc đà pan cơ mà. Quản vàng đỏ đi. Vâng, xây thêm nhiều rộng A. Rồi. Bây giờ thì bảo kê nhà màu 5. Đưa màu 5 lên 4. Màn hình máy của Max C vẫn đang hồi được hốc. Chúng ta có thể thấy rằng Vơ đang đánh một cách rất trì. Kìa.
Y đẩy ở nhà của Pan rồi. Pan bỏ nhà đi. Cầm lạc đà sóc con ngựa giò nó ra để đi quản bản đồ. Phải sóc ngựa giò ra quản bản đồ rất dễ. Anh chưa nâng cấp bản đồ chính vì thế mà bây giờ thì cần phải có cái con ngựa giò. Thôi chạy nhà màu 6 mà làm. Màu 6 đang khung rộng ra để có thể bảo kê đồng đội rồi mà. Vào trong ấy làm khoanh ruộng cũng được. Bây giờ thì cần phải đi tìm xem có dâng ca hay không. Tham Lai đang 48 mấy rồi. Katha vẫn chưa thấy dấu hiệu nhảy bốn. Vẫn chưa thấy ai có ý đồ bơm đồ vẫn ai chưa thấy ai có ý tưởng bơm đồ cho Katha để Katha nhảy bốn cả. Và Miran Hồng Anh hồi dân đi, bơm đồ cho Katha để nhảy bốn. Hồi nhanh lên. Cứ như thế này thì vâng, cứ như thế này thì mình mất dần mất mòn dân thì mình sẽ là người thua. Đóng một hai cái ca, đóng một hai cái ca sóc bẹt ra. Bây giờ thì hù được mấy con y đấy thì có chọc vào nhà 1-1 được không? Chả thấy Hồng Anh quản vàng gì cả. Đây rồi. Hồng Anh đang quản vàng ấy rồi. Bây giờ thì Hồng Anh Hồng Anh sóc dân đi để có thể bơm đồ cho game thủ của Chip Boy nhảy 4. Chốt lại những cái e đi nâu 1 thôi. Chip Boy bây giờ hồi dân nhanh lên. Đây là Chip Boy Tham Lai đang 58-68 rồi sóc nhiều dân vào. Vẽ trâu ruộng ra. Bây giờ thì Hồng Anh đâu? Đóng BC B sủng các kiểu đi. Ai có thừa đồ thì bơm cho Hồng Anh để cho Hồng Anh hồi tí nữa nó bơm ngược lại cho. Ban bơm đồ không mất thuế. Phù thủy của Chip Boy cần chủ động để vẩy đi. Nâng có đóng một hai cái ca bên trong sóc tầm 4-5 con nỏ ra thì nó khác bọt. Đấy, Hồng Anh cần phải quản những cái địa điểm như này. Anh sẽ giảm áp lực của đội, anh sẽ giảm áp lực cho đồng đội mình đi rất nhiều. Bây giờ thì Greg đang rất khan vàng. Tất cả các bãi vàng xung quanh Hồng Anh đang quản rất gắt rồi. Chip Boy chưa thấy kích 4. Phù đi Chip Boy. Bây giờ thì Chip Boy hù của con y nào vã thẳng luôn vào nhà 1-1, cày tất cả cái địa điểm làm ăn nhà 1-1 ra. Cứ hù được 4-5 con rồi nó đã khác rồi. Đây rồi, Hồng Anh đang quản lý bản đồ quá tốt. Anh có thêm con ngựa giò vào, nó có thêm mặt cặp mắt kính tràng tiền vào. Nó khác bọt hoàn toàn. Kìa, bây giờ thì 1-1 là người ăn vàng để bơm đồ cho Greg đấy. Không có gì đâu. Đây là một bài dâng nỏ. Ban hồi đánh cũng giờ quản vàng cũng được. Hả? Em đẩy thịt gỗ kìa. Đẩy thịt gỗ bút cho ban đánh đặc ra đánh cũng giờ đi em. Max C bơm đồ đi. Max C không đi ăn vàng nữa thì bơm đồ đi để cho ban ăn vàng. Đâm 1 ơi. Phá cái nhá. Phá cái nhá. Sao để lỗ thế nhỉ? Vàng bơm vàng đâu? Ta đi vù. Ta đi vù cho anh. Ta vù bơm vàng. Bơm hết vàng cái môn rồi. Xong sân này xong rồi. Nhà phụ, nhà chính nhá.
Bây giờ đang bình tĩnh đánh nhưng mà cái tên công nhà trên cho nào. Anh có lấy không? Không, anh nhận đồng của chúng tôi mà đánh cùng giờ đi em. Lên lên lên. Có gì gặp bưng nào. Lên đi lên. Bưng cái tàu của anh Ban đấy, đánh cùng giờ để nó đi bán phủ đi. 31 đâu. Em đánh cùng giờ đi. Thằng Lai đang 41. Bây giờ thì Hồng Anh sóc dân ra đi. Sóc dân đi ăn vàng. Hồng Anh đi ăn vàng đi, vàng trên bản đồ bây giờ Hồng Anh phải ăn. Anh là người cầm pan mà. Vâng, đây là màn hình máy ở game thủ No 1. Kìa, cứ công vào dãy hàng E này, đây là điểm khá yếu. Vâng, cứ bẹt mà dã. Xây E vào trong để cung A đứng hốc này. Vâng, như vậy tỷ số là 3-1 ở trong C đấu thứ 5 rồi. Rất hay. Vâng, thật sự là quá khó thở. Chip Boy đã có được một bài giữ tham tốt. Đánh quá khỏe. Vâng, mà có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với C đấu thứ 6 ngay sau đây thôi. Ngày hôm nay dường như các anh đánh 6C thì phải. Tôi nghĩ là đánh 5C thôi thì hay hơn. Bây giờ cũng là 6 giờ rồi, thời tiết mùa đông trời rất nhanh tối. Thế không sao này, ngày hôm nay các anh vẫn đang rất máu đánh. Một cú lên sát